Tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu EC chính thức cảnh báo thẻ vàng thủy sản về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khai thác IUU đối với Việt Nam. Ngay sau đó, tỉnh Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU, nỗ lực góp phần gỡ thẻ vàng của EC. Những nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là ngư dân tỉnh Bình Định thật đáng ghi nhận trong sự nỗ lực chung của ngành thủy sản Việt Nam để hướng đến việc đổi mới nghề cá bền vững và thân thiện hơn với môi trường, đáp ứng những yêu cầu, điều kiện mới trong bối cảnh toàn cầu hóa. Để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã thành lập một tổ IUU có mặt tại cảng cá Quy Nhơn để thực hiện công tác giám sát và khai báo của ngư dân. Tất cả các tàu muốn xuất bến đều phải thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ nghiêm việc đánh bắt thủy sản theo đúng quy định của nhà nước. Bên Chi cục xuống kiểm tra tất cả những cái trang thiết bị của tàu mình có đủ hoạt động hay không, đủ cho phép ra khơi thì bên cảng vụ và bên chi cục mới được cho phép ra khơi, rồi mới qua biên phòng mới được xuất cảng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phân công nhiệm vụ cụ thể ban quản lý cảng cá tỉnh xác nhận tàu cá rời cảng, cập cảng, giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng cá và xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Chi cục thủy sản tổ chức kiểm tra tàu cá rời cảng, cập cảng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện kiểm tra tàu xuất bến, về bến theo quy định. Ba lực lượng này có sự phối hợp chặt chẽ, kiểm soát lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh thành lập và duy trì hoạt động của các tổ kiểm soát liên ngành, tăng cường lực lượng kiểm tra tàu cá ra vào cảng, tuần tra trên biển, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác thủy sản. Qua 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.959 lượt tàu rời cảng và 2.555 lượt tàu cập cảng, đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định. Hiện nay là về cái công tác mà theo quy định của luật thủy sản thì trước khi mà tàu vào bến thì việc đầu tiên là phải nộp nhật ký khai thác và khai báo cái lượng hàng hóa. Dựa trên cái khai báo như thế thì cảng cá sẽ kiểm tra và cái việc đầu tiên là việc là tàu thuyền là đi có đúng theo cái luồng lạch và cũng như là cái dựa trên cái giám sát thiết bị hành trình của tổng cục thì đơn vị rà soát lại là những tàu đã có vi phạm không. Việc hai là nếu không vi phạm thì đơn vị sẽ đồng ý cho tàu lên cá, và việc thứ nữa là sẽ xác nhận cái nguyên liệu cho lên cảng của đối với cái con tàu đó để doanh nghiệp là có đủ điều kiện để mà làm thủ tục xuất khẩu. Trong đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thực thi luật thủy sản, tỉnh xác định phải tập trung lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá để chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Bình Định trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có 100% tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động vùng khơi, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí trang thiết bị giám sát hành trình cho gần 3.000 tàu cá với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Tỉnh Bình Định cũng sớm ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu của hệ thống thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh. Quy trình tiếp nhận thông tin xử lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá tỉnh vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, tỉnh thực hiện phân quyền hệ thống giám sát hành trình tàu cá cho 11 đơn vị liên quan để theo dõi và phối hợp xử lý theo quy định. Trong đó, Chi cục Thủy sản tổ chức trực hệ thống chạm bờ 24/24 giờ để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và cảnh báo tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vi phạm quy định. Đây là cơ sở quan trọng trong việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, đảm bảo việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Phải nói đối với Bình Định là một trong tỉnh mà có số lượng tàu cá tương đối nhiều. Hiện nay qua rà soát thì còn hơn 6.000 tàu. Thì trong đó có khoảng hơn 3.300 tàu là cái khai thác biển khơi. Thì hồi nay đến nay thì tất cả các cái tàu mà đi khai thác vùng biển khơi có thước trên 15 mét đã lắp đặt đồng bộ các thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định. Trong thời gian qua thì đối với Bình Định thì thực hiện một số cái giải pháp chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định.
chúng tôi đã triển khai các cái ban quản lý cảng cá tiến hành giám sát cái sản lượng trực tiếp tại các cảng cá thì đúng theo từng loại tàu, từng tàu đi vào cảng. Bên cạnh đó thì họ kiểm tra rất là chặt chẽ về cái số lượng cũng như thành phần. Trên cơ sở giám sát cái hệ thống thiết bị giám sát hành trình để mà xác định cái chế độ chính xác của nhật ký khai thác. Trên cơ sở đó thì họ làm thủ tục xác nhận cho các doanh nghiệp. Thì trên cơ sở xác nhận của các doanh nghiệp rồi thì chi cục thủy sản sẽ làm cái thủ tục chứng nhận cho các doanh nghiệp để xuất khẩu cái thủy sản đi các nước trên thế giới. Tiến thêm một bước nữa sau khi lắp đặt VMS để gắn kết chặt chẽ giữa quyền lợi ngư dân được nhà nước hỗ trợ khi khai thác vùng biển xa với trách nhiệm phải chấp hành các quy định chống khai thác IUU, khắc phục thẻ vàng EC. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cập nhật các quy định của luật thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn luật để bổ sung trong quyết định số 52 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có quy định xem xét hỗ trợ tàu cá khai thác vùng biển xa theo quyết định 48 Thủ tướng Chính phủ qua hệ thống giám sát hành trình. Thực hiện chủ trương chung của ngành, chỉ đạo của ngành vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, chúng tôi cũng đã tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ cho bà con ngư dân chúng ta cố gắng khắc phục các khó khăn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và tổ chức khai thác tốt, đặc biệt là chính sách hỗ trợ theo quyết định 48. Ở đây là hôm nay tỉnh Bình Định là một trong những tỉnh mà thực hiện tốt cho vấn đề này, đã đảm bảo hỗ trợ cho bà con yên tâm và bước đầu khắc phục khó khăn để mà tổ chức hoạt động sản xuất. Nó cũng có một số cái vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết các cái thủ tục liên quan đến cái hỗ trợ cho bà con. Thì trên cơ sở chúng tôi nắm bắt được thực tế sản xuất thì chúng tôi đã đề xuất ủy ban tỉnh có những cái giải quyết kịp thời. Thì hiện nay thì phải nói rằng là cái việc mà giải quyết hỗ trợ cho ngư dân thực hiện theo quyết định 48 thì đang thực hiện một cách rất là tốt và đạt được những kết quả rất là khả quan. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành lập Ban chỉ đạo tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực thi luật thủy sản phòng chống khai thác IUU hàng năm. Qua đó, tỉnh đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo và đề nghị các sở ngành địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Tham mưu tổ chức 30 đợt công tác kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện tại các cảng cá, Ủy ban Nhân dân xã phường ven biển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật thủy sản và phòng chống khai thác IUU trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trong đó đưa nội dung không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Người đứng đầu chính quyền cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tàu cá vi phạm. Thị ủy là đã có một cái nghị quyết nghĩa là giao cái chỉ tiêu nếu như mà đảng ủy của các xã phường mà có tàu xâm phạm vùng biển nước ngoài thì năm đó sẽ đánh giá cái đảng bộ đó không hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tất cả các tàu mà khi mà rời ra khỏi cảng thì đều nghĩa là ký cam kết tại nghĩa là cái trạm biên phòng là không nghĩa là xâm phạm vùng biển nước ngoài, và đồng thời nghĩa là hiện nay thì 100% tàu cá của người dân đã lắp đặt cái thiết bị giám sát hành trình. Thì khi các cái tàu mà vượt ra cái lằn ranh đỏ đó thì là khi đó thì sau khi chi cục nghĩa là thủy sản nghĩa là gửi nghĩa là cái tin về thì Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo nghĩa là các xã phường phối hợp với phòng kinh tế, ban quản lý cảng cá và đồn biên phòng Tam Quan Nam nghĩa là đến tận nhà và nghĩa là tìm hiểu lý do, đồng thời nghĩa là viết bản kiểm điểm, và nếu như mà tái phạm lần hai thì nghĩa là Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ lập các danh sách và đề nghị nghĩa là Ủy ban Nhân tỉnh nghĩa là cách không hỗ trợ nghĩa là theo cái quyết định 48 để hỗ trợ dòng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền về chống khai thác IUU, nhưng từ đầu năm đến nay tỉnh Bình Định vẫn có 16 tàu vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài thì đều xuất bến ngoài tỉnh. Việc không được kiểm soát chặt từ giai đoạn xuất bến sẽ dẫn đến tình trạng đánh bắt vi phạm các quy định của nhà nước. Đa số các tàu thuyền mà vi phạm này là đa số tàu nhỏ, công suất thì thấp, dưới 50 cv. Những tàu này thì đã rời địa phương lâu và là tham gia các ngư trường ở miền Nam, hầu hết ở miền Nam mà xuất bến từ trong Vũng Tàu, Kiên Giang, Cái này là như thế. Còn cái thứ hai thì công tác vận động tuyên truyền đối với địa phương đã thực hiện rất nhiều biện pháp, đối với hộ gia đình cũng như cá nhân của địa phương thành lập các tổ đoàn kết rồi các
bằng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động, như là các cái đa số các đối tượng này là các cái thuyền trưởng cũng như là chủ thuyền thì đa số là làm ăn ở trong miền Nam thì lâu lâu mới về một lần, cái nào khó là các thuyền trưởng. Đối với Bình Định á, hiện nay có một số tàu cá mà vi phạm vùng biển nước ngoài thì chủ yếu cái lực lượng tàu này là đều xuất bến và về bến ở các tỉnh phía Nam, cụ thể là ở Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, chủ yếu là Vũng Tàu. Và những cái tàu này là đã đi vào, di chuyển vào cái đường vào trong cái này thời gian rất là lâu rồi, và ở luôn trong đó, đi xuất bến về bến và chỉ có người về thôi, còn tàu thì hàng năm. Và cái việc gia hạn đăng kiểm cũng thực hiện tại các tỉnh phía Nam. Do vậy tính là rất khó khăn trong việc mà quản lý đội tàu này, trong việc mà tuyên truyền về các cái giải pháp khắc phục thẻ vàng cũng như không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Để khắc phục tình trạng trên thì trong thời gian qua thì về phía Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chúng tôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như ủy ban tỉnh là có văn bản gửi đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như Bộ Chỉ huy Biên phòng của các tỉnh ở phía Nam đó, hỗ trợ phối hợp và quản lý chặt chẽ cái lượng tàu này. Các giải pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục giấy tờ đối với tàu cá ra vào cảng, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã giúp nhận thức ngư dân trong chấp hành luật thủy sản, chống khai thác IUU được nâng lên rõ rệt. Hoạt động khai thác thủy sản lâu nay vẫn mang tính nghề cá nhân dân, đã chuyển biến tích cực sang nghề cá có trách nhiệm, tuân thủ các quy định. Điều quan trọng nhất để thực hiện công tác này là ý thức ngư dân trong chấp hành, nhất là đối với đội tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh. Trong 2 năm 2018-2019, cả tỉnh có 41 tàu cá trên 305 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài và bị nước ngoài bắt giữ. Từ năm 2020 đến nay, chỉ có 27 tàu cá trên 170 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. EC đã rút từ khuyến nghị thẻ vàng thủy sản đối với Việt Nam từ 9 xuống còn 4 khuyến nghị. Trong đó có khuyến nghị kiểm soát, giám sát tàu cá, giám sát thủy sản qua cảng, cải thiện quy trình truy xuất nguồn gốc thủy sản, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá. Những nỗ lực bước đầu đã được ghi nhận. Chính vì vậy, các giải pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC tiếp tục được thực hiện một cách đồng bộ và triệt để sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngành thủy sản Việt Nam phát triển một cách bền vững, xứng với tiềm năng, thế mạnh của nước ta.